Đình Hoàng Thái kính chào quý khán giả của Người Việt TV. Sau đây là một điểm tin sáng thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2016. Trước hết là tin liên quan đến cố đệ nhất phu nhân Nancy Reagan. Tin của đài CNN cho biết là 3 ngày tang lễ của cố đệ nhất phu nhân Nancy Reagan đã bắt đầu vào ngày hôm qua, tức là thứ tư ngày hôm nay và sẽ kết thúc vào ngày mai thứ sáu 11 tây tháng 3 Khởi đầu sẽ là một cái lễ rất nhỏ gồm có gia đình và những bằng hữu rất thân được tổ chức tại Santa Monica, California. Sau đó là một đoàn xe sẽ hộ tống chiếc quan tài chở bà Nancy Reagan để đến vùng Simi Valley Ronald Reagan Presidential Library tại miền Nam California vào ngày hôm nay. Tám nhân viên thuộc sở mật vụ Hoa Kỳ là những người đã từng giữ vai trò bảo vệ an ninh cho Tổng thống Ronald Reagan và đệ nhất phu nhân sẽ là tám người khiêng hai bên của quan tài và thi thể của bà Ronald Reagan sẽ được đặt ngay tại Santa Monica. Sau đó thì ngày mai thì quý khán giả chi tiết nhỏ nhặt nhất liên quan đến nghi lễ tống táng này cũng đã được bà Nancy Reagan lúc sinh thời viết xuống thành một kế hoạch tỉ mỉ y như bản chất của bà. Bà sẽ được đặt cạnh nơi an nghỉ cuối cùng của cố tổng thống Ronald Reagan trên một ngọn đồi hướng về phía tây nhìn ra vùng biển Thái Bình Dương. Trung khán giả trong những khách mà tham dự tang lễ ngày mai lúc hạ huyệt sẽ gồm có ông bà cựu tổng thống George W. Bush. Uh, cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush, cựu đệ nhất phu nhân Rosalind Carter, đương kim đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama và uh, cựu đệ nhất phu nhân của nước Mỹ là bà Hillary Rodham Clinton. Về tình hình tại khu vực biển Đông thì tổng thống của Philippines là ông Benigno Aquino sáng ngày hôm nay trong một cuộc họp báo tại một căn cứ quân sự gần thủ đô Manila. Ông cho báo chí biết là Philippines đã chính thức thuê 5 chiếc phi cơ huấn luyện của không quân Nhật Bản để tiến hành những cuộc tuần tra trong khu vực mà Philippines tuyên bố chủ quyền. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông ngày càng căng thẳng do thái độ của nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh muốn xâm chiếm vùng biển này. Khách phát biểu trước một số sĩ quan và binh sĩ không quân, Tổng thống Aquino nói rằng thuê 5 chiếc máy bay thuộc loại TC90 huấn luyện của Nhật Bản là một phần nỗ lực của chính phủ Philippines để bảo vệ lãnh thổ của xứ này trong cái vùng biển mà Philippines gọi là biển Tây, một cụm từ mà Philippines dùng để chỉ vùng biển Đông. Thông báo của tổng thống Aquino được đưa ra sau khi Nhật Bản và Philippines ký kết một thỏa thuận vào năm ngoái về việc Nhật sẽ giúp trang bị quốc phòng cho Philippines báo usa today trong số phát hành ngày hôm nay đã trích dẫn lời tổng giám đốc của cơ quan y tế thế giới là bà margaret chan cảnh báo rằng virus zika đang lây lan qua đường tình dục phổ biến hơn là các nhà nghiên cứu khoa học dự đoán tuy nhiên giới khoa học vẫn chưa có một câu trả lời dứt khoát là virus này lây truyền qua đường tình dục bằng cách nào và virus này sẽ tồn tại bao nhiêu trong tình dịch của nam giới Tờ USA Today viết rằng riêng tại nước Mỹ thôi ở giới chức y tế của Hoa Kỳ tìm hiểu hàng chục ca lây nhiễm virus Zika qua đường tình dục và vẫn chưa đưa tới một kết luận nào cả. Trong khi đó thì Tổ chức Y tế Thế giới xác định là virus Zika hiện nay xuất hiện tại hơn 50 quốc gia trên thế giới và đặc biệt là vùng lãnh thổ của các nước Mỹ Latin và vùng Caribe. Trong khi đó thì Trung tâm Phòng chống dịch bệnh của nước Mỹ đã ghi nhận có hơn 150 trường hợp bị bệnh liên quan đến loại virus này mà tất cả những người bị nhiễm bệnh đều đi du lịch tại những cái vùng mà bệnh dịch đang lan tràn. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan nhấn mạnh rằng tuy mối liên quan giữa virus Zika và cái bệnh gì tật đầu nhỏ, tức là trẻ sơ sinh sinh ra đầu bị nhỏ và não bị teo đó, chưa được khẳng định như thế nào nhưng thế giới không phải đợi cho tới khi chứng bệnh này phát tán quá rộng rãi thì mới có những biện pháp phòng chống và bà cảnh cáo rằng số ca dị tật đầu nhỏ có thể sẽ lan rộng hơn nữa trong những ngày sắp tới về cuộc bầu cử tại nước Mỹ thì tin của hãng thông tấn UPI cho biết rằng cựu thống đốc của tiểu bang Florida là ông Jeb Bush cũng từng là ứng cử viên của đảng cộng hòa trong cuộc tranh cử tổng thống năm nay và đã bỏ cuộc Vừa mới, báo cho biết là ông đã có một cuộc tiếp xúc với ba ứng cử viên khác của Đảng Cộng hòa, đó là nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas, nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida và thống đốc tiểu bang Ohio, thống đốc của tiểu bang Ohio, đó là ông John Kasich, để bàn về một kế hoạch nhằm mục đích ngăn chặn nhà tỷ phú Donald Trump có thể được Đảng Cộng hòa đề cử làm tổng thống trong cuộc tranh cử sắp tới đây. Uh, tờ U, um, báo USA Today cũng như là hãng thông tin UPI đã tìm cách liên lạc với ba ứng cử viên um, Ted Cruz, Marco Rubio và uh, John Kasich để um, mong rằng họ đưa ra một lời bình luận về cuộc gặp gỡ này nhưng mà cả ba đều từ chối bình luận với báo chí. Thưa quý khán giả kể từ khi loan báo là bỏ cuộc đua chạy uh, vào chức vụ lãnh đạo tòa bạch ốc thì cựu thống đốc từ bang Florida là ông Jeb Bush đã giữ một thay đổi hết sức là kín đáo và im lặng, không đưa ra một lời bình luận hoặc là nhận định gì cả về tình hình cuộc bầu cử. Trong cái bối cảnh mà ông Trump đang dẫn đầu cái số người mà được Đảng Cộng Hòa ủng hộ để ra tranh cử chức Tổng thống. Tin của UPI nói rằng ông Bush đã gặp ông Marco Rubio và ông Ted Cruz ngày hôm qua, tức là ngày thứ tư tại một địa điểm ở tiểu bang Florida. Và trong ngày hôm nay thứ năm thì ông sẽ gặp thống đốc của tiểu bang Ohio là ông John Kasich để thảo luận về kế hoạch chặn ông Donald Trump. Và cuối cùng của một điểm tin sáng ngày hôm nay là thưa quý vị, một đoạn xa lộ ở tại thủ đô quê ta trong một buổi sáng tới là ngày hôm qua trong lúc xe cộ đông đúc di chuyển thì tất cả tài xế lái những chiếc xe trên xa lộ đều ngỡ ngàng không tin vào mắt của mình nữa bởi vì có một sinh vật đi lang thang hùng dũng trên xa lộ len lỏi vào giữa đoàn xe sinh vật đó là gì thưa quý khán giả đó là một chú cọp rất lớn tên của hãng thông tấn upi nói rằng chú cọp này đã nhảy ra từ một chiếc xe trớt uh, trong lúc được chủ, chủ chiếc xe trớt đó chở đi trên xa lộ và khi nhảy ra thì người ta vẫn thấy được uh, một cái sợi dây xích trên cổ của chú cọp và chú đã lên loại co đoàn xe để hy vọng rằng có thể lách ra và chạy um, qua một cái con đường khác. Uh, thưa quý vị, ở những cái đoạn video của những người mà quay được cho thấy rằng chú Cọp này đã khiến cho rất nhiều tài xế phải hoảng sợ. Nhưng mà may mắn là chủ của chú Cọp đã xuống uh, xe và bắt chú Cọp này lại đưa lên chiếc xe trất và chở đi. Hiện nay thì ông um, 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 bộ trưởng bộ nội vụ của quê ta cho biết là cảnh sát đang tiến hành cuộc điều tra tại sao lại để cho một con cọp nhảy ra khỏi xe trong lúc di chuyển trên xa lộ như vậy theo luật lệ của quê ta thì không ai được quyền nuôi những cái loài thú hoang giữ tợn trong nhà của mình như là một loài gọi là vật nuôi trong nhà như là chó mèo chẳng hạn tuy nhiên một số người giàu có ở tại quê ta muốn chứng tỏ quyền uy và lắm của nhiều tiền cho nên đã mua những loài thu vật hung dữ nguy hiểm như là cọp chẳng hạn sư tử và ngay cả các loài báo gấm để mà nuôi trong nhà nhằm mục đích là biểu diễn cái sự quyền uy của mình đối với hàng xóm láng giềng và đây cũng là một trong những điều mà giới an ninh và bảo vệ thú hoàng tại quê ta rất quan ngại chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin tuần tới